Có nghĩa là cái này là để xóa dấu vết khi đi ngoại tình. cái này hay mọi người này. Em đang đàn thì thế. Em đang đàn. Ai ế? Anh ta thanh quan đuôi cơm ra tu. Xin chào. Chào tất cả mọi người nhá. Em là Tiến Tuti. Em là Blusento. Yeah. Hôm nay là em cùng Blusento đi chợ. Đi cái chợ này ở ngay nhà em ấy, ngay cửa hàng luôn. Nhưng mà em có biết đâu, đây là nhà em ở ngay dưới đoạn này một đoạn. Mà chợ này ngay nhà, mà chợ này rất to luôn. Cũng là nổi tiếng mà em không có biết. Em bây giờ mới biết. Thì mọi người đi cùng em nhé, xem trong đây họ bán cái gì, xem có gì hay hay không. Vâng. Một Bota đi. Bota đi. Boa tarde, mamães. Boa tarde. Mamãe. Você está aqui? Pessoa, né? Está aqui. Ah. Está filmado? Está filmado com nós. Amigo. Yeah. Não é só. Não é só. Não você está filmando. Ah. Quer nada aqui. Já estou com você. Esse é muito grande. Fica feliz. Você é maluco. Esse quando, mama? Esse é 2000. Oh. Ele ficou assim tipo água. Oh, cái này đẹp phết nhỉ? Cái này có 2000 né? Esse é 2000. Bonito, bonito. Hợp đấy mọi người ạ. 2000, 2000 quan. 2000 quan là 2000 quan là bao nhiêu nhỉ? 2000 quan có là 100.000 tiền Việt mình ấy. Ô đẹp nhỉ? Esse cor não sai, mama? Não, esse é bom. É bom? Cái này đẹp nhỉ? Não tem desconto? Não. Não, né? Tá bom, vou comprar esse. Que não é de apertado? Esse quando, mamãe? É mesmo preço. 2000, né? Esse bonito. Esse bonito, né? Esse. Já, yeah, levar esse. 2000. 2000 na... 2000 na 5 đô. 5 đô là 100.000 tiền Việt mình ấy. Tá aqui, mamãe. Blusen, tu gostou o quê? Esse não. Blusen, tu gostou o quê? Esse. Eu só tenho uma. Blusen, tu, a mim, bom, blu... Xem Blusen, tu, thích cái nào, mình mua tặng một cái. Blusen, tu, thích cái này. Esse. Esse meu, não. Mostra aqui, Jack. Esse tá grande. Tá vendo? Cái này to mà, nó hợp với mình mà. Nó không hợp với Blusento đâu. Đẹp phết. Sợ. Nhưng mà hình như mình không hợp mệnh đen này. Esse bom. Esse, yeah. Sim. Não. Você, não, é meu mulher. Aqui. Eu não quero, hein? Ele disse, você não é mulher aqui, não é pra casar. Tá bom. Tá bom? Ah, yeah. Esse bom ou outro? Esse. Não, esse não, esse não. Esse. Esse mulher. Esse é mulher. Esse tá bom. Vem. Vem aqui também, amigo. Yeah, espera, vai ver aqui. Nah. Esse tá bom, tá deixando. Vou ver. Yeah. Yeah. Obrigado, mamãe. Yeah. Esse, obrigado. Obrigado, yeah. Vai ver aqui, tem maior não. Em sabe aí, xem có cái nào. Não, esse não, esse não, esse já foi coi, não, esse não. Ở đây là chợ bán gọi là đồ trang sức. Piercing thì nhà em có. Quero piercing. Não, piercing minha casa também tem. Não, quero. Ah, tem, né? Você não fura aqui. Ah, é? Depois fura. Depois fura. Não. Não, esse não. Então depois volta. Depois volta ver mais dentro. Tem esse ou não? Yeah? Đi. Em bảo là tí nữa đi vào bên trong đi xem có cái nào giống cái này không. Depois vai volta. Aproveitar depois. Esse bom. Tá vendo? Eu tenho sorte. Eu já não tenho sorte. Você mete esse. Bem feio. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Sim. Também é ele. Boa tarde. Cumprimentar, Jaque. Cumprimentar a Puli. Já. Esse da Puli, da Sara. Já, sim. Já. Já. Obrigado, já. Sim. Fala só na Sara aqui. Sara. I love you. Cândela, tá?
De ela tá ficar em casa. Sim, sim. Các bạn ấy chào chào Sara đấy mọi người ạ. Các bạn ấy. Tudo bem? Oh, ela sai, sai onde? Ele fala, ela gosta Sara. Ah, vai chamar de filho, né? Ah, sim, sim, obrigado. Ah, Fanny, mọi người ạ. Olá, Sara. Olá, Sara. Olá, Sara. Đây là Fanny của Sara này. Đấy, đây, nhà của nhà chị này. Como chama? Ariane. Di Ani, né? Ariane. Ariane. Em là tâm mình, né? Xong đôi phi nữa, né? À, đây là hai con gái của chị đây. Ana, bonito. Depois eu vou falar com Sara, já? Passa aqui visita a tâm mình, já? Yeah, fica bem. Yeah, fica bem, já? Yeah. Fan nhí của Sara đấy, mọi người ạ. Ở đây chỉ có bán dép rồi à? Đó, làm gì lấy chợ đâu nhỉ? Chợ đâu? Chợ đâu, Blue Gen Tú? Chợ đâu? Aqui, né? Continua. Aí, até lá. Lá, lá, né? Então, aqui também grande? Grande! Eu não sei aqui. Mình không biết ở trong đây có chợ luôn ấy. Essa aqui já, você come funge? Ah, sim. Essa aqui para bater funge, você não vai fazer funge. Não sabe? Boa tarde. Boa tarde. Ah, não, é bonito com isso. Eu como esse, sou Sara bateu. Tá vendo? Nós não come funge sempre, então esse quando compra dessa em cara, Sara bateu. Esse grelha, esse. Fazer peixe. Sim, sim, esse já tem. Bonito, já tem. Já. Senhora, esse quanto, né? 500, né? Ajuda. Tá. Que chai, aqui, esse quanto? Pilau quanto? Pilau. Esse mini, né? Já que nome de pilau. Pilau. Pinau, né? Pilau. Sim. Yeah. Ah, cái này gọi là pinau nhé mọi người nhé. Bonito. Esse mini, né? Esse mini. Cái này là 1.000 mọi người. 1.000. Một chày, một cối. Yeah, vamos. Yeah. Ô, cái chai gì này? Esse kìa. Esse é o Criolina. Fazer o quê? Criolina, limpar a casa. Matar carraça cão. Ah, cái nước này gọi là một cái nước tẩy rửa. Bay nhà cao também? Ia. Ah. Tira bicho. Cái này để tắm cho chó với cả lau nhà các thứ để cho kiểu như chắc là đỡ cháy giận gì ấy. vamos vem. Yeah. Tá muito fome, né? Ôi nhỉ, trong đây rộng ấy nhỉ? Trong đây nhiều đồ ấy nhỉ? Boa tarde, mamá. De full, né? Full, né? Fuba. Fuba. Fazer fuz. Sim. Fuba. Ah, dây điện, né? Já conseguimos aqui? Não, ainda. Boa tarde. Boa tarde, mano. Deina, praça do Samba 2. Praça do Samba 2? É que? Aqui no Prenda. No Prenda. No Prenda. Aqui no Prenda. Praça do Nunes. Nome de Nunes, né? Nunes. Praça do Nunes. Qual o Prenda que eu vi? Não, só procurar só. Se gostou, quer comprar só. Tá fixe. Yeah, se vê qual de casa falta, então compra. Só assim. Calê, molete cu, né? Bán, né? Đây là chợ. Mình là mình hay đam mê mấy cái món này lắm. Tại vì kiểu hay nghịch lăng nhăng ấy. Đến lúc cần một cái mà thiếu, mình hay chạy đi mua, nó hay bất tiện.
thực ra mấy cái đồ này nhà mình cũng có hết rồi mà. Xem có cái gì thiếu thì mua. Esimi nhà casa também já tem tudo. Sem chover, qual é o default, tá com braço. Ôi cái nhẫn này xịn xó hết. Không biết có phải hàng thật không? Biết đâu thật. Thấy mát tay lắm. Thôi đi. Esse não, esse outro não. Yeah, obrigado. Mọi người ở đây thân thiện thật. Em cũng đi vào nhiều chợ nhưng mà em thấy chợ này mọi người thân thiện. Ôi, chợ đồ điện tử này. Một ta đi. Capo, né? Não, 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 não. Espera, eu vejo. Não, não, não é esse, não é esse. Android? Não tem, não tem capo assim. De entrada de televisão, de iPhone. Capo é assim, de iPhone. Não, mas iPhone, iPhone. Capo de iPhone. Sim, tipo S, mas de iPhone. Liga no iPhone para ir para televisão. Sim. Não tem? Ah, em đang tìm cái dây để truyền ra ra TV ấy. É mesmo tipo S, mas dá para tirar o som. Ở đây có đĩa game này, điều khiển điều hòa này, nhưng mà điều khiển điều hòa nhà mình đang thiếu mấy cái nhưng mà không biết là của hãng nào nữa cơ. Cái này phải... Ê, Michael Jackson à? À không phải. Không phải. Não, esse de carregar só. Não, não, não. Não, não. Sair daqui. Sim. Yeah. Obrigado, já? Yeah. Android, não é? Esse já foi Android. Eu sou iPhone. Eu tenho iPhone, já? Yeah, obrigado. Sim, sim. Tudo bem? Ok. Aqui é carregador de entrada de televisão. Aqui não tem. Não tem. Esse? Esse que? Chá. Sabe que? Cabungo pulo. Fazer como? Fazer água quente bebê. Só? Passa que? Febre cura. Bebê. Dor de cabeça esse. Ah, é? Esse que é? Esse medicamento tradicional. Ah? Medicamento doente. Ah, thuốc đây là toàn cây thuốc nha mọi người ạ. Mele. Mele. Vamos, vamos. Eu quero comprar de aquela de ó. Tipo S. Boa tarde. Esse bebê passa de limpar, né? Esse quanto? Esse aqui, mili. Assim, mili, né? Muito azeca, não? Tá muito seca? Não, não tá seca, não. Estou com o giới thiệu với mọi người, đây là cây này là cây mát gan nhé mọi người nhá. Cây này người dân ở bên này bảo uống cái cây này để mát gan ấy. Em mua một ít này về uống thử. Dạ, lê vai ông mà em xỉ á. Cái này 1.000 nhé mọi người ạ. Dạ, por favor ạ. Chị bảo chị đi cắt nhỏ ra cây lô hội này. Esse que é, Bruzento? Esse Pedro. Também medicamento. É. Medicamento. É, nada. É. Anh ấy bảo cái này là uống thuốc, cái này là làm thuốc nhưng có phải đâu. Cái này là cái gì? SBB. Hả? Blusendo. SBB. Esse aqui, você na água meter, fazer. Igual assim, né? É. Meter água depois beber. E esse aqui? Não. Ela explica isso.
traditionnelle. Mana, penso immediatamente a utilizzare un caffè. Sì, anche moglie, di cuoci mi tengo due cremi, poti, poti, mi metto la mesa aperta. Voglio sento il veggia, il veggia già qui. Già che mette questo, voglio sento che fa cuore. Non ti intendi nada. La verità che quello sento non costando già. Ah. Già che mette questo, quello sento sai già, questo. Ah, yeah? Yeah. È Masi? Masi? È Masi. Masi? Yeah. Ah, anh ấy bảo là mua cái này về để làm bùa. Mua cái này về để làm bùa, kiểu như ví dụ như là em mà không thích ai đấy ấy, thì em pha chế cùng ai quá. Now, esse que mete na água. Como é que se prepara esse produto? Explique na mocha. Vamos pisando. Depois metemos o creme, fazer o creme. Fazer assim? Não, não. Não, metendo um pouco. Esse não é molhado. É molhado. Ah. Metendo um pouco. Essa aqui está na quando se estiver vendendo, não é esse? Também é esse, também. Mas pra quê? É mais ou menos pra quê? Tem muito enfeite, tem muito enfeite. Mesmo se não vender inflamar, pode meter no pé, pisar no pé, com a cabeça aberta, tudo que tem feito. Ouvi? Já que fica doente, a cabeça doer, esse pisar, meter na cabeça. Ah, você brinca, é marginal, é. Blue Dent, tu chêu mim, mọi người, không phải bùa đâu nhá. Cái này là giã nhỏ ra xong đau ở đâu ấy, ví dụ như bị đứt tay hay là bị đau đầu hay là bôi vào. Bôi vào xinh. Nào, nào, nào. Blue Zen, tu brinca, bué, nào é. Esse, você já comeu, já. Cái này là cái gì đấy? Esse é pra quê? Esse aqui, é pra meter com a cabeça aberta. Ah, esse aqui, esse, igual. Ah, cái này cũng là để chữa đau đầu ấy. Đây là hòn đá mà. Giã ra xong để chữa đau đầu. Cái này nhá, cái này là... là để abre, abre açúcar, me abre. Abre barriga. Cái này là để đau bụng nhá. Đau bụng thì là cho trẻ con ấy. Trẻ con mà đau bụng ấy là hay uống cái này này. Tudo pessoa doe barriga, muốn được comer o bebê nhé. Cả năm mình mua một ít này nhở. Về tuti lúc nào mà đau bụng ấy cho uống. Không có gì. Mama, abre daí. Pode mastigar, abre. Mình không biết cái hạt này là hạt gì luôn đấy. Mua một ít này về để ai đâu uống thì uống. Cô mẹ. Cô mẹ. Cái bánh muốn đi. Thank you. Amargo. Amargo. Con que? Coco. À. Coco. Anh ấy bảo là ăn nó có vị dừa nhá mọi người nhá. Có một chút vị dừa. Để em ăn thử. Mùi hơi hơi chua chua ấy. Esse aqui, amigo. É quem? Ele sabe. Esse você gostar? Você é mesmo mais difícil. Vixe! Já que gostar. Lắm lắm, mọi người ạ. Coco kẻ. Nada de coco. Mà lưu gian tù bảo giống vị dừa là gì giống vị dừa đâu. Đắng lắm. Đắng. Nhưng mà chắc là thuốc đắng dã tật đấy mọi người ạ. Cái này. Dạ, eu levar boca do esse, né? Dạ, levar boca do esse, né? Esse criança do doe barriga da bebê tá bom, né? Dạ, ok. Eu levar boca do esse. Vê se vende aí como? De 300. 300? Tá bom. Tem quantos anos, bebê? Já que idade? 3 anos. Yeah. Pode prever. Prever um bocado, né? Prever 3 desse.
Còn đây thì là giống con thì cái mì nhiều. À ok. Dạ, mà sẽ bê qua bè là. Ở bên này rất nhiều cây cây thuốc tốt nha mọi người nhé. Nhưng mà kiểu như là mình là không phải người dân bản địa nên mình không biết đấy. Nhiều cây thuốc ở đây tốt lắm. Để rất là nhiều luôn nhưng mà em không biết là cây gì thôi. Men. Esse é que? Daqui é raiz de coqueiro, esse é o de cacho, então é escombriosa, xixi do céu amarelo, xixi do céu amarelo, previamente o produto. À, cũng chỉ là một cây thuốc gọi là giải độc gan đấy mọi người. Nhưng mà mình biết cây này là mấy mét tên ung mà đấy. Gran, un litro, meu. Mấy mét tên ung mà mét tên đấy, mà sẽ 3 vezes, nhá. Yeah. Yeah. Uma metade até 3 vezes. Ok, tá bom. Yeah. Yeah. Esse que? Esse aqui é a fazema, que depois da oração pode fazer na igreja. Nunca vi na igreja que tem a fazema, que tem fumo. Nunca vi quanto na igreja? Não. É, mete um bocadinho na, com carvão. Ah, tipo quando entra na igreja, né? Yeah, antes, né? Fumo, yeah. Ah, tem fumaça. Ah, ah. Cái này là một cái như kiểu ở Việt Nam mình đi vào nhà thờ, đi chùa ấy là như kiểu là hương đấy mọi người ạ. Kiểu là trước khi mà đi vào nhà thờ ấy là kiểu như là đốt lên, đốt lên xong để kiểu như là để xông qua người ấy, để cho kiểu tẩy ô uế để đi vào trong nhà thờ ấy. Ở bên này họ dùng cái này để làm như vậy. Esse sal, né? Esse sal, né? Sal. Esse sal, né? Não, não, pedra uma. Para, como você enche o tanque, não para a água ficar suja. Vai demorar muito água no tanque, atira lá pedra uma. Aí é? Esse, ah, limpar de tanque, né? Água de tanque, limpar. Ok. Cái này là kiểu như là muối để tẩy. Em ơi. Để tẩy ấy á. Để tẩy các cái bình nước ở nhà ấy, kiểu các cái bể nước ấy. Cái này cái cô là. Esse que? Me sai. Fazer que? Para jiba, é mais pisar você da doer peito, vai pisar com esse, vai meter mais óleo, pisar, vai fazer massagem. Ah, ele olhou jiboia. Ah, cái này là để khi nào mà ví dụ như đau ngực ấy, tức ngực ấy thì là giã ra xong cho một ít ít dầu gọi là dầu massage hoặc là cái dầu gì cũng được, xong để massage là để đỡ đau mỏi, đau nhức xương khớp các thứ ấy. Hay nhở, nhiều đồ hay thật. Thế còn cái này là cái gì nhở? Esse que? Me sai depois de nada. É a mesma coisa com esse para juntar. Ah. Esse que? Aqui cebola maluca é para pessoa que tá doente. Ah, ok. Đây là hành. Hành này. Cái này là cái gì nhỉ? Esse que? Bebê cabrão, assim, você namora muito, bebê fica doente com chiparro. Não tá entendendo, não. Você. Esse, já de ficar mulher bebê, já que namorar lá fora outra mulher, bebê fica doente. Ah! Cái này hay nè mọi người này, cái này rất hay nè. Esse faz em bebê, né? É pra bebê pequeno pra não ficar doente. Cái này là tipo, né? Tipo, eu gostar da tem filho, né? É. Ele fazer massa, a fazer de sair o bebê, né? Não. Fica com duas mulheres. Sim, quando? Uma mulher nasceu, outra mulher pra beijar, outra mulher lá em casa. E agora você sai de casa, fica com a mulher de casa, não demora, vai mais na rua, bebê fica doente, o calor ainda na rua. Entendeu? Mas esse fazer como? Bebê? Esse fazer como? Preparativo, dó. Já que de traição, você já que traiu, bebê em casa fica doente. Se ficar doente, esse aqui é medicamento. Ah! Isso aqui é medicamento. Vai ferver, depois de ferver, esse pau vai meter água, vai raspar, vai meter no bebê assim, tudo está. E isso aqui é ferver, vai dar banho, outro vai beber para passar o chifre. É tipo, né? Quando eu sair fora, meu filho chorar, né? Não. Bebê tá lá dentro. Vai ter duas mulheres. Sim. Uma da rua, uma de casa. Sim.
não mais tomar banho, nem pegar no bebê, bebê fica doente, calor da rua, agora você em casa, o calor. Aí é sempre doente, né? Tô doente. Aí então, Fred, a mulher fazia assim dessa, eu vou da casa, né? Quando eu vou da casa lá, não tem problema, né? Sim, posso. Já que namorar na rua, deixar o bebê em casa. Sim. Quando volta a casa, tomar banho, depois não tem problema. Não tem se problema. Se você não tomar banho, o bebê fica doente. Ah, eu. Bây giờ mới hiểu mọi người ạ. Cái này hay này. Có nghĩa ấy, là cái này để dùng cho những ai mà ngoại tình ấy. Đấy, có nghĩa là ví dụ như chẳng hạn như em ấy, em mà đi ra ngoài chơi với cả một cô gái khác thì trước khi về nhà ấy là phải lấy cái này này đun lên xong tắm cái nước này đi, thì là lúc đấy vào ấy thì là bế con ấy, con nó sẽ không khóc. Còn nếu mà em không tắm qua cái nước này nhá thì là vào một cái là con của em ấy sẽ khóc, thì là vợ em sẽ biết là em vừa đi ngoại tình về đấy, có nghĩa là cái này là để xóa dấu vết khi đi ngoại tình. cái này hay mọi người này. Em đang đi đấy. Em đang đi. Ai ế? Anh ta thanh quan đuôi cơm ra tu. Đấy, em hỏi có bao nhiêu em mua tất. À hay nhở, cái này hay thật. Yeah, es eso para malandro, né? Assim não tá bom. Assim não tá bom. Né? Cái này hay đấy. Cái này như dầu gió nhỉ mọi người nhỉ? Em muốn đi abrir esse? Ờ đúng rồi. Cái này như kiểu dầu gió của mình ngày xưa ấy. Em học cái này. Đúng rồi, cái này dầu gió ấy. Em biết mà cô dành kia. Đúng, cái này dầu gió ấy mọi người ạ. Chắc là cái này phải thời ông bà mình ngày xưa mới có, nhưng mình giờ làm gì có đâu nhỉ? Dạ, tá bom. Dạ, tá bom. E total quanto, né? Mini 300, né? Dạ. Um bem grande. Baga mini 500 conta de 3 500 ya obrigada muito. Ah, cái này là cái lá này để fazer cozinha, né? Não, essa aqui é folha de loto. Não, é para tosse. Para tosse para quê? Sabe como tá com tosse? Tiramos aqui, um café aqui, para ver, para beber. Ah, já entendeu, né? Đây là hạt trùng ngây này mọi người này. Ai biết hạt trùng ngây? Ya. Ya. Muito obrigado, ya. Ya. À cái này là máy chơi game PS2 này mọi người này. Ai còn nhớ tuổi thơ dữ dội của mình ấy. Có cả tao này. Ya. Xin chào.